Bạn biết gì chưa? Ngoài kia, từ mọi ngóc ngách đường phố cho đến từng ruộng lúa thôn quê, người ta đang quan tâm rầm rộ tới những drama khét lẹt tràn lan trên mạng xã hội, mà quên đi rằng ở đây đang có trào lưu câu đố giải mã bí ẩn thú vị về bộ truyện Doraemon lan nhanh chóng mặt trên toàn cầu và tạo nên những cơn sốt trên khắp các trang mạng xã hội danh giá, làm cho cả những mọt truyện anime cứng cựa phải tò mò tự hỏi rằng chuyện Doraemon thì có gì mà bí ẩn như thế? Chẳng lẽ Doraemon hay Nobita và những người bạn có tồn tại thật ở ngoài đời hay sao? Vân vân và mây mây. Hey, thực ra đó là như thế này. Trước tiên cho mình hỏi nhỏ, ở đây có bạn nào là fan của bộ truyện tranh Doraemon thần thánh này không? Comment ngay fan cứng của Doraemon để điểm danh nha. Bởi có vô vàn những bí mật, những thông tin chi tiết xoay quanh câu chuyện mà các bạn chưa biết đâu. Đầu tiên, chúng mình cùng khui ra bí mật về ngày sinh của Doraemon và những người bạn. Theo các bạn, Doraemon và Nobita thì ai mới là người ra đời trước? Các bạn không được hỏi chị Google, nhưng có thể hỏi anh chị em bạn gì hàng xóm nha. Tiện đây chia sẻ luôn cho mình với. Bảo thương mình, yêu mình mà chả chia sẻ cho mình đạt chỉ tiêu lượt view gì cả. Húp. Đến giờ rồi, bạn nào mà không đoán được câu này thì chứng tỏ tuổi thơ không dữ dội cho lắm rồi. Doraemon là chú mèo máy tới từ tương lai cơ mà. Vậy thì rõ ràng Nobita phải là người sinh ra trước rồi. Mình bật mí cho bạn nào chưa biết nè. Mình còn biết rõ ngày sinh của Doraemon là mùng 3 tháng 9 năm 2112, còn Nobita là mùng 7 tháng 8 năm 1962 cơ. Tiếp đến là cặp đôi Giant với Sunio. Nếu mà được đặt cho đôi này một cái biệt danh thì bạn sẽ đặt cho Giant và Sunio cái tên gì? Can này hơi khó nhỉ, hiếm bạn biết ghê. Bởi vì cả nhóm bạn này, ngoài Doraemon ra thì tất cả đều sinh năm 1962 cơ. Phụ thuộc vào ngày sinh thì mới hiếm người biết như vậy đó. Để mị nói cho mà nghe, Sunio nhìn nhỏ thó thế thôi, chứ tính ngày ra là làm anh đó. Cậu ấy sinh ngày 28 tháng 2 năm 1962, còn Giant đến tận 15 tháng 6 năm 1962 mới sinh ra đời cơ. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến cặp đôi vàng trong làng Thanh Mai Trúc Mã, Deki Sugi và Shizuka. Nói nhỏ thôi, không thì Nobita nghe tiếng lại ghen lồng lộn lên bây giờ. Theo bạn, ai là người ra đời trước? Chắc gì các fan cứng đã biết đấy nhỉ? Với Doraemon, Nobita, Giant hay Sunio thì còn nắm rõ chứ đôi này thấy ít bạn biết quá nè. Mình bật mí luôn, Deki Sugi sinh trước đó nha. Cậu trai vàng trong làng bác học sinh nhật ngày 17 tháng 4 năm 1962, còn Shizuka là mùng 8 tháng 5 năm 1962 cơ. Các bạn còn phát hiện ra bí mật gì thú vị hơn không? Shizuka còn sinh ra cả trước Nobita đấy. Chuyên mục ngày sinh đến đây là tạm dừng. Phần tiếp theo, ai không muốn là người tối cổ thì nhất định phải xem hết đấy nha. Còn ai không nghe, bỏ lỡ dáng chịu nè. Theo bạn, bảo bối được Doraemon sử dụng nhiều nhất là... Ui, càng ngày càng hấp dẫn, không thể chối từ luôn ý. Hỏi ai không hỏi chứ một fan chân chính như mình thì biết ngay đó là túi thần kỳ rồi. Nhiều bạn nhầm nhò sang trồng trọt lắm ý. Nhưng nghĩ lại xem, không phải trong chóng tre hay cỗ máy thời gian, bảo bối mà Doraemon sử dụng nhiều nhất và luôn mang trên người chính là chiếc túi thần kỳ đó đấy. Mọi bảo bối khác được lôi ra từ chiếc túi thần kỳ này nên nó được sử dụng nhiều nhất chứ còn sao? Bên cạnh đó là một bí mật gây chấn động giới anime nói chung và những người mê truyện Doraemon nói riêng. Bạn biết là gì không? Chính là cái rốn lồi của Giant. Nghĩ đến đã buồn cười rồi. Đố các bạn biết cái rốn lồi đầy tên tuổi đó lồi ra bao nhiêu cm? Mình đã bảo mà, những bí mật vô cùng thú vị và ly kỳ sẽ được lật mở ở phần sau này mà. Nên bạn nào biết thì đáng nể đấy, chỉ nhớ Giant siêu phàm và là fan cứng không thể chối cãi nha. Cái rốn của Giant mập lồi ra tới tận 7,5cm ư? Ha ha, dã man còn ngàn quá. Chỉ 3,5cm thôi đã đủ tạo nên tên tuổi ông hoàng rốn lồi trong làng lồi rốn rồi. Không phải nói xấu đâu nha, đây là phát hiện bí ẩn vui vẻ thôi. Bạn nào rốn lồi thì cũng đừng tự ti về ngoại hình của mình nhá. Hãy nghĩ đó là đặc điểm đặc biệt như Giant ấy, chất má. Và tiếp theo là một câu đố nắm giữ bí mật về Nobita. Có thể bạn đã đọc mòn chuyện, xem chán phim rồi nhưng không để ý đâu. Nhắc đến Nobita thì lại phải nhắc ngay đến danh hiệu bậc thầy hậu đậu, chúa tể học hành lẹt đẹt. Ấy thế nhưng, đừng đùa anh nha các chú. Chú có tài lẻ khiến ai cũng phải khiếp sợ đấy. Đó là tài gì? Ngủ? Cũng đúng thôi, chúa ham ngủ mà. Nhưng đó không thể gọi là tài được, phải nói là tật xấu mới đúng. Tài lẻ đáng được tuyên dương của Nobita chính là bắn súng cơ. Bách phát bách trúng nha mọi người. Quá đỉnh luôn, tiếc gì một like cho cậu bạn này đúng không anh em? Khi mà đọc truyện hay xem phim để ý bạn sẽ thấy mỗi khi Nobita giương súng lên là bùm, vèo cái trúng đích luôn không lệch phát nào.
Để thấy rõ hơn, xem lại ngay tập tay súng cao bồi miền Viễn Tây hoặc tay súng vũ trụ Nobita nha mấy bạn. Chưa hết bất ngờ đâu, những chi tiết sau đây còn bất ngờ hơn cơ. Mình thì không nhớ tập nào bà của Nobita tặng cậu ấy món quà, nhưng mình biết món quà mà bà tặng cậu ấy là món quà gì mà Nobita không thể nào quên. Bạn có biết đó là món quà gì mà ý nghĩa vậy không? Đoạn này xúc động cực kỳ, nếu bạn là fan chân chính như mình, đảm bảo nhớ đến bà là khóc theo luôn đó. Bà đã dành tặng Nobita của chúng ta gấu bông các bạn ạ. Giữa hàng trăm món quà thần thánh hay bảo bối của Doraemon, nhưng Nobita không bao giờ quên món quà, chỉ là một con gấu bông mà bà đã dành tặng cho mình. Qua đó chúng ta thấy được tình cảm gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý, dù đơn giản nhưng lại chân thành nhất và đáng được quý trọng nhất, đúng không nào? Còn nhiều bí mật về Nobita lắm luôn, nhưng mình sẽ làm phần 2 nha, các bạn đồng ý không? Còn ngay sau đây là nói chút về Doraemon cho nó công bằng. Câu này dễ lắm, ai không biết thì thôi, tốt nhất đừng bảo là fan Doraemon. Bạn có câu trả lời chưa? Có phải là màu vàng không? Đúng quá rồi còn gì. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao bây giờ Doraemon lại có màu xanh thì hơi bị hiếm bạn có thể giải thích được đó nha. Kể cả là fan, có bạn nào biết rõ chính xác là tại sao không? Khai sáng cho mình với. Cảm ơn và hậu tạ nè. Mua. Với chúng mình thì mèo ú Doraemon luôn là hoàn hảo với vô số món bảo bối thần thánh mà ai cũng mơ ước có được. Ấy thế mà, số phận trời sắp đặt, cậu ấy bị cho là sản phẩm kém chất lượng. Tại sao lại thế nhỉ? Bạn biết không, một chi tiết siêu siêu nhỏ và cũng là lý do, đó chính là mèo máy này thiếu một cái ốc vít. Bạn có thể cho đó là lỗi, ôi dồi ôi, nhỏ có thể bỏ qua, nhưng trong văn hóa Nhật Bản nói riêng và sản xuất những thiết bị máy móc nói chung thì sự hoàn hảo luôn được đề cao, phải hoàn hảo thì mới tốt. Kiểu như vậy, đó là ý kiến cá nhân của mình, ai thấy phải thì xem tiếp, mà không phải thì cũng xem tiếp để biết được bí mật tiếp theo nha. Lý do bí mật nào khiến Suka đồng ý kết hôn với Nobita hậu đậu của chúng ta thay vì Dekisugi nhỉ? Không phải Nobita thả thính hay dùng phép thuật bảo bối thần thông nào cả, mà lý do vô cùng ý nghĩa, Shizuka muốn bảo vệ Nobita. Nobita tuy hậu đậu nhưng lại có tấm lòng vô cùng dễ mến, có bảo bối gì cũng đem cho Shizuka hết. Dù không hổ báo cáo trồn cho lắm, nhưng Nobita mới là người âm thầm theo dõi và bảo vệ Shizuka. Vì thế có lẽ Shizuka đã cảm nhận được tấm chân tình này và chọn Nobita đó các bạn. Như mình thì mình cũng chọn Nobita. Hậu đậu yếu ớt nhưng tốt tính, yên bình là được rồi. Còn bạn, bạn chọn ai giữa Dekisugi và Nobita? Comment tên của người bạn chọn nha. Chung cuối khét nhất, gắt nhất, bá đạo nhất ngày hôm nay. Đố bạn video này xứng đáng được những gì? Tất nhiên là like, subscribe và share rồi. Còn ai chọn một trong ba cũng được. I love you, chiu chiu. Còn ngay sau đây, không thể thiếu trong mỗi video, đặc sản mà chỉ nhanh chỉ có, trò chuyện trực tiếp cùng fan cứng. Hôm nay mình sẽ gọi tên bạn An Trần Đức. Em chào chị ạ, chị làm những video rất hay và còn bổ ích nữa. Em rủ cả xóm em xem cùng, mong chị vẫn tiếp tục làm ra những video hay và bổ ích nữa. Chúc chị có triệu view nha chị. Chúc chị sớm nhận được nút vàng và nút kim cương. Chị nhớ cho em lên TV nhé một lần thôi. I love you Nhanh Trí. Nhất định rồi, ngày nào mình cũng đọc comment, toàn bạn đáng yêu và ủng hộ Nhanh Trí hết mình thôi. Nhưng những comment đặc biệt như An Trần Đức đây thì thật sự ấn tượng. Cảm ơn bạn và 500 anh em hàng xóm nha. Bạn Lê Gia Huy, em chào chị Nhanh Trí xinh đẹp và cute. Hình như chị được thêm 1.000 người đăng ký. Em chúc chị đạt được 1 triệu sub. Mong chị cho em lên TV ạ. Hi hi, Gia Huy có đây không, triệu hồi vào gấp nè. Cả thế giới mà xem video này chắc cũng đều biết đến bạn đấy. Được chưa? Sao các bạn không cho ảnh đại diện lên để thấy cái sự đẹp trai xinh gái nhỉ? Ai nghe thấy thì cho đi, lần sau mình lên luôn cho lung linh. Gia Huy nhớ là chúc thì cùng Nhanh Trí đạt được đó nha. Bạn Nguyễn Trinh, hello, em chào chị Nhanh Trí cute. Kênh của chị hôm nào cũng hay và bổ ích. Vì kênh chị hay quá, em đã bảo các anh chị, các bác hàng xóm đăng ký kênh cho chị rồi đấy ạ. Em chúc chị luôn mạnh khỏe xinh đẹp và nhận được nút vàng, nút bạc, kim cương. Fan cứng dựng đứng của Nhanh Trí Nguyễn Thảo Vân. Trời ơi, vui quá, xá là vui, đã thế là còn giống tên của mẹ mình nữa. Thảo Vân ơi là Thảo Vân, bạn có ở đây không? Mình vui không thể chịu được đâu khi đọc comment của bạn đấy. Bình thường thì cũng vui nhưng cái này cứ lâng lâng làm sao ấy. Cảm ơn và chúc bạn cùng gia đình và 500 anh em hàng xóm luôn bình an trong mùa dịch và mãi là fan của Nhanh Trí nhá.
yêu lắm cơ. Còn bây giờ, bạn Giao Nguyễn Bích, Sương Nguyễn, Châu Anh Đỗ, vân vân và mây mây comment siêu hay, thậm chí như một bài văn bày tỏ cảm xúc luôn. Mình mà đọc thì có mà xỉu ngang xỉu dọc đến ngày mai thì chết dở. Nên mình đã thả tim để cất vào tim mình rồi nè. Video sau nhớ hóng đó. Mà này, xem xong chưa? Xong rồi thì thả ngay một like, share video và đăng ký kênh vì nó miễn phí. Rồi tắt điện thoại để học bài hoặc đi chơi nha.